hơn 400 trường hợp được xác minh kê khai tài sản thu nhập trong năm 2015 vừa qua nhưng không phát hiện ra trường hợp không trung thực khi kê khai, phát biểu vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ đưa ra trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua. Theo tổng thanh tra chính phủ trong năm 2015 vừa qua, hơn 1 triệu người đã hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập đạt tỷ lệ hơn 99% so với số người phải kê khai. Số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra trường hợp nào vi phạm thiếu trung thực. Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp qua phản ánh của dư luận và báo chí, việc kê khai tài sản thu nhập hiện nay vẫn còn mang tính hình thức, trong khi không ít trường hợp kê khai không đầy đủ và thiếu trung thực ngoài ra việc kê khai thu nhập ngoài lương chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập nhưng lại chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chưa có chế tài đủ mạnh xử lý người kê khai thiếu trung thực hiện nay cơ quan chức năng chỉ mới dựa vào sự tự giác của người kê khai hiện thanh tra chính phủ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi dự thảo này đã bỏ quy định về kê khai tài sản thu nhập hàng năm thay vào đó bằng kê khai lần đầu và bổ sung theo đó, khi kê khai lần đầu, cán bộ công chức chỉ kê khai bổ sung mỗi khi được đề bạt chức vụ mới hoặc khi có biến động về tài sản thu nhập tăng thêm với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên.